Vâng, xin kính chào các bác. Mời các bác thưởng thức qua chế độ một con Panasonic PM510. Em sẽ có báo giá chi tiết và quay tổng thể ở giữa và cuối video. Giọt lệ này em trao anh hơn tất cả. Giọt lệ dòng anh đã giết trọn tim em. Đêm hôm nay trên cánh tay này, ta cho nhau những lời nồng say. Chuyện tình mình xây bằng nước mắt, có bao giờ tan vỡ đâu anh. Lời thề nguyện muôn năm sau em vẫn nhớ. Nụ cười này, đôi mắt đó, làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm, cho em đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh nâng giấc ngủ triền miên. Vừa rồi các bạn đã được trải nghiệm cái chất âm của dàn Panasonic PM510MD. Dàn này thì đánh hai loa, đánh hai cầu B-Way, bát jack riêng biệt các bác nhé. Nó cho chất âm cực kỳ là chi tiết và hay. Cái dòng Panasonic thì bát rất lực và tiếng rất sáng, đặc biệt là tiếng rất sáng vì nó bát jack riêng biệt. Em sẽ quay qua hình thức của cả bộ dàn. Hai loa còn đẹp, hình thức đẹp, vân gỗ đẹp, đầu máy cũng còn rất đẹp, e căng cũng rất đẹp luôn. Cái gì cũng đẹp các bạn nhé. E căng trắng đẹp, đầu máy đẹp. Đó. Em sẽ quay qua phía sau, hình thức ở phía sau. Thùng vách ngon nghẻ, chưa bề nở các bác nhé. Đây là hai cầu của nó, hai cầu bát chắc. Các bác đấu loa cho em là màu trắng, xanh, màu xanh, đen và đen, đỏ và đỏ là được. Đấy. Đây là cổng AUX của nó này. Đây là cổng FM và AM. Đó. Con này em xem qua cái thông số của nó này. Công suất là 59W các bác nhé. Chạy tổng điện 100V. Còn đây là loa. Loa công suất là 30W hai loa, trở kháng là 6 ohm. Rồi. Hình thức còn rất là đẹp mới các bác nhé. Con này thì chức năng của nó là FM 90, AM và đã cả FM cả AM, AUX, kết nối điện thoại máy tính và TV qua cổng 3.5, CD có đọc, MD có đọc, táp băng thì em không test. Con này CD hơi kén đĩa một chút xíu các bác nhé. Rồi, bây giờ em sẽ test đến cái CD của nó. Con này CD có hơi kén nhẹ một chút xíu. Cho nên em sẽ có cái giá tốt cho các bác. Bác nào mà ít chơi CD thì có thể mua về. Còn bác nào mà hay chơi CD thì bỏ qua đi, mua con khác, chọn mẫu model khác cho em. Ok rồi nha, nó đã nhận CD rồi các bác nhé. Để test qua một cái đĩa CD. Đây là em đang test một cái đĩa của Nhật Bản các bác nhá. Đĩa chuẩn. Nếu mà anh em mà chơi đĩa chợ con này nó hơi kém vấp một chút xíu thôi. Cái đĩa này nó chơi ok. Nói chung là cặp này em sẽ có giá tốt cho các bác, mà các bạn nào ít chơi CD có thể mua về chơi rất là hay và giá rất là tốt luôn các bác nhá. Mọi thứ đều mới đẹp luôn. Bây giờ test tiếp đến cái đài FM AM của nó nhá. Con này em test FM con này 90 được các bác nhá. Bắt được rất ít sóng đến FM. AM thì bắt được một vài sóng. Ngay đầu tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trung ương Đoàn OK nhá, em sẽ test luôn cái MD của nó. MD con này chơi ngon. MD thì chơi ngon lành luôn. Đấy là MD chồng OK con nhé. Cái đặc trưng của dòng Panasonic này là tiếng của nó rất sáng các bác nhá, vì nó đánh hai cầu bát chắc riêng biệt cho nên nó cho cái chất âm rất là sáng. Nghe mà nhạc vàng thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, tí tách cũng tuyệt vời luôn. Đó. Rồi với bộ Panasonic này thì hiện tại là bên em đang bán ra với giá cũng rất là tốt các bác nhé. Giá rất là tốt và cạnh tranh luôn. Và giá bên em đó là 1.250.000 cho bộ PM510MD. Các bác lưu ý là giá trên thì đã bao gồm phí ship cho các bác mua hàng và chuyển khoản hết cho bên em.
tặng các bác đầy đủ đổi điện, dây giáp AUX để các bác chơi đầy đủ, các bác đến tay các bác chuyển chơi đây. Đấy, và bác ship luôn nếu các bác không chuyển hết. Còn với các đơn chuyển cọc, các bác cọc riêng bộ này 300.000, các bác nhận hàng và thanh toán nốt số tiền còn lại cộng với phí ship riêng các bác nhé. Đấy, bên em sẽ bao ship nếu các bác chuyển hết thôi. Tổng là 1.250.000 các bác nhé. Các bác mua hàng thì liên hệ với số điện thoại Zalo bên em là 0975 575 262. Đó, các bác ở Thái Nguyên thì có thể qua trực tiếp cơ sở của Trúc Kiên Audio tại địa chỉ là xóm Thông, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên. Em xin nhắc lại số Zalo bên em là 0975 575 262. 1.250.000 bao ship các bác nhé. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác.